Dạ vâng, xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên em nhé. Hôm nay thì em lên cho các một con nồi hàng của Pháp. Vâng, đây là một con nồi áp suất của Pháp rất là dày các bác nhé, hàng rất là dày dặn và cực kỳ phê luôn các bạn. Đây, đấy, con này thì rong rất là còn rất đẹp. Có lẽ là rong này thực sự các bác là em nghĩ là chắc các bác dùng đến gọi là hầm không biết đến bao giờ nó mới gọi hỏng được cái loại rong này. Nó rất là dày các bạn, cái rong là dày và nó em cảm tưởng là hàng của Pháp này nó chất lượng lắm. Các bác nhìn cho em này, hàng của Đức nhá. Thì các bác nếu như bác nào mà dùng hàng hàng của Đức, Germany, hàng Germany thì có biết rồi đúng không ạ? Thì gần như là cứ 2 năm, 2 năm, 2 năm rưỡi là các bác phải thay rong một lần. Đấy, nếu như bác nào mà dùng rong hàng của Đức rồi thì sẽ biết là cái điều đó. Còn riêng hàng của Pháp này thì rong này dùng vô biên. Hàng của Pháp với cả hàng của Nhật là rong dùng rất là sướng, là dùng rất là vô biên. Đấy. Và đây các bác nhìn này, tất cả ốc tiết của nó này nó lục giác. Đấy, đây là van điều áp tự động này. Tức là van này là khi là áp lực quá cao nhá các bác nhá. Áp nó tức là vượt ngưỡng cho phép thì con này nó sẽ đẩy lên này và nó sẽ xả tự động ở đây. Đấy, đây là gọi là cái van tự động. Đấy, khi là áp lực quá cao. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là cái van xả tay. Cái van này xả tay là để khi nào mà ví dụ các bác mà muốn tháo ra thì mình sẽ xả bằng tay. Đó, xả tay. Và con van này thì nó cũng có chế độ gọi là áp nó cao quá thì nó sẽ xả con này trước này. Đấy, và khi con này mà xả nó căng quá rồi thì tiếp tục con này nó sẽ nhiệm vụ con này sẽ làm việc, tức là áp lực nó quá cao lên ngưỡng cho phép rồi thì là giới hạn rồi thì là con này nó sẽ ngay lập tức nó sẽ xả tự động. Đây, hơi nó sẽ lén về và nó xả. Đấy, rất là thông minh để tránh tình trạng là áp nó quá cao nó lổ các bác. Đấy, hàng của Pháp nó là như vậy, thiết kế rất thông minh. Tí em sẽ cho các bác xem khi con này áp nhé, nó sẽ xoay này, nó sẽ xoay cái này rất đẹp luôn, nó sẽ xoay 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 đẹp cực kỳ luôn. Đây các bác nhìn này, Made in này, Fancy này, hàng của Pháp nha, này Made in Fancy. Đấy, và trên cái này cũng có này. Đó, hàng rất là chuẩn đây các bác nhìn này. Nó dày kinh khủng luôn các bạn. Thực sự là nó quá dày luôn, vỏ biếc này, dày dã man. Đây, đây là song các bác nhá. Đấy, cái này thì các bác cứ nhìn thực tế nhá. Đây, qua hai kiếc này. Đấy, quá ok luôn. Hàng bãi mà, nói chung là nó sẽ có một chút chút nọ, nhưng mà con này còn quá đẹp luôn các bác nhá. So với hàng bãi là còn quá là tuyệt vời. Đấy, đây, dày lắm các bạn, cực kỳ dày luôn, hàng Pháp. Đấy, đây thì 1953, tức là cái thương hiệu của nó hay gì đây này các bạn này. Đấy, nó ra đời, tức là em nghĩ là cái đây là kiểu là cái nhãn hàng này này, cái nhãn sản phẩm son này, nó ra đời từ năm 1953 này. Đấy, sản xuất là bao nhiêu thì ở đây nó không ghi, nhưng mà em thấy là nó có ở rất là có này các bác nhé. Ở dưới đế này nó cũng có made in của đây. Cái này nó là đế từ nha, em sẽ bỏ nước ra. Cái dòng này nó là đế từ các bác nhé. Đây, đấy. Đế của đế từ này, đây các bác nhìn này. Đấy, nồi này 6 lít này. Đây, made in France, hàng của Pháp. Đấy, rất là chuẩn luôn. Dày lắm các bạn, dày kinh khủng luôn. Bê sướng lắm. Bây giờ em sẽ cho nước vào em đun thử cho các bác xem nhé. Dạ vâng, những con lồ của Pháp này thì các bác cứ search cho em xem nhé. Con 6 lít của Pháp này nó rơi vào khoảng là 2,7 triệu. Nó khoảng 2 triệu 7 đến khoảng trên 3 triệu một con như này. Và có những con thì nó kém một chút thì nó sẽ là 2 triệu, nó sẽ là 1,9 triệu. Đấy, 1,8 triệu. Nó trung bình nó khoảng từ 1,8 triệu đến khoảng 2,7 triệu các bác nhé. Một cái lồ như thế này. Đấy, nhưng tuy nhiên thì con này gọi là em về thì em bán trên âm thanh thôi. Đấy, hàng này nó về thì em bán chơi chơi cho nó vui thôi. Đấy, thì con này em để có giá rất rẻ luôn. Vâng, có 1.190.000 thôi. 1.190.000 các bác nhá. Đấy, 1.190.000. Các bác cứ search thử đi, không này bọn em nói dối nhá. Các bác cứ search cho em con Fancy 6 lít của Pháp áp suất. Các bác nhá, các bác cứ thử search luôn cho em xem có đúng là giá là 2,7 triệu không. Nó loanh quanh đâu đó là tầm khoảng 2 triệu đổ lên. Loanh quanh tầm 2 triệu đến 2,7 triệu. Đấy, có những con nó hàng mới của nó thì hơn 4 triệu. Hàng của Pháp. Mà phải là made in Pháp nhá. Đấy, made in Pháp nhá. Đấy. Rồi, đây em sẽ thử cho các bác xem này. Đùn sướng lắm các bạn. Cái loại này em thật các bác hầm một tí thì có mà ăn được luôn. Bởi vì nó kín lắm. Và tí các bác xem này, cái này nó xả nó xoay xoay đẹp lắm, đẹp cực kỳ luôn.
Đó, bắt đầu nó sôi các bác nhá. Đó, rất là kín và những con này thì thực sự các bác là đun hầm nó sướng lắm. Tiền nào của ấy các bạn, vâng, nó rất là sướng. Đó, các bác xoáy cho em cái này nó chặt vào một tí nhá. Để em xoáy nó hơi lỏng. Đây, các bác này. Đó. Bắt đầu là hơi nó căng rồi đấy. Đó, hơi căng bắt đầu nó xả. Ở trong này các bác nhìn nó xả vậy thôi, nhưng bên trong hơi rất là căng bởi vì em đang cho nhiệt độ cao. Đấy. Còn các bác hầm thì thường mình sẽ để ở nhiệt độ nó mức vừa phải thôi. Thì hơi nó vừa đủ. Mà bên trong nó vẫn đủ hơi tí. Em xả các bác xem đây. Đấy. Đây là đang đun lửa to các bác nhé. Ở trong này nhiệt độ nó quá cao nên là nó sẽ xoay như vậy như vậy. Đó. Đây, con van tự động nó bắt đầu nào làm việc rồi này. Rồi, bây giờ em sẽ tắt lên xả cho các bác xem. Đó, nồi rất là xịn luôn. Đấy, xả thì các bác có thể là mình nhấc lên này. Đó, hơi có thông, căng không? Đấy, hơi rất là căng luôn. Tức là bên trong nó quá cao thì nó sẽ xả, con này nó sẽ xoay một chút và con này van này nó sẽ đỡ tự động nữa này. Đấy. Nhiều bác các bạn là hơi nó ra như vậy thì bên trong thì làm gì còn hơi, nhưng thực ra nó hơi nó quá căng luôn các bác nhìn này. Đó. Hơi nó cực kỳ căng luôn. Đấy. Còn thêm em xả mãi từ đấy này, hơi nó vẫn này. Trông vậy thôi chứ bên trong nó hơi nó dã man lắm các bạn. Vâng. Hàng của Pháp nó là như vậy, thiết kế rất thông minh. Đấy. Rồi, con này thì các bác không tin cứ thử search cho em nhé. Giá nó rơi khoảng 2,7 gì đấy. Từ 2 triệu đến khoảng 2,7 triệu. Còn với con này thì nhà em đang gọi là em bán kèm theo thôi. Nhà em bán chuyên âm thanh mà. Nó về kèm thì em bán kèm cho các bác. Con này thì để các bác 1.190.000 nhé. Bác nào chốt thì alo cho em. Hàng của Pháp, Phang Xi. Đấy, và xoáy cái này thì các bác lưu cho em này. Các bác sẽ xoáy nhả hết tầm này nhá. Nhả hết tầm này. Và vừa rồi thì em xoáy nó chưa hết thì nó sẽ bị hở. Thì các bác nhớ xoáy phải chặt lại nhá. Để hơi nó sẽ là cái này là vung nó sẽ lén xuống. Nó không bị ra hơi. Đấy, đây. Các bác sẽ nhấc lên này. Đấy, vẫn còn hơi. Đây, hết hơi rồi. Bây giờ hết hơi thì mở rất dễ này. Các bác chỉ cần hơi nghiêng một tí này. Đó, nhấc phát nó ra. Đấy. Ra man chưa? Đấy, còn một tí hơi cũng không thể mở được, nó căng. Rồi, em xin chào các bác nhé.